chào cả nhà. Một cái mẫu đầm mà xinh, các chị có thể vừa mặc đi biển được, vừa mặc đi tiệc được, nhìn rất là xinh luôn các chị ơi. Em đang mặc trên người là một cái mẫu mới về bên em luôn. Và nói là bên em là chưa có up hình hay là clip lên gì hết trơn á. Thì các chị mặc cái mẫu này vô ha, các chị có thể thấy được nè, form xòe cực kỳ xinh. Xòe nó sẽ có hai tầng cho các chị nè ha, chất liệu và là vải von như các chị. Cái phần xòe phía dưới nè, phía trên này sẽ có co giãn cho mọi người nè, bo chung. Và họa tiết cực kỳ lạ các chị thấy không? Sọc ngang rất là nhiều màu nè, có tay cho các chị luôn, mặc bẹt vai hoặc là mặc kéo lên như thế này vẫn rất là xinh. Chị nào muốn mặc kiểu nào cũng được ha. Em thì em thích mặc bẹt vai hơn. Còn các chị muốn mặc kiểu nào thì mình mặc cái kiểu đó. Phía dưới này nó sẽ có một cái tay xòe cho các chị. Những chị nào mà có cái lớp tay bự thì mình mặc cái mẫu này vô, nó che được khuyết điểm cũng như là mình mặc cực kỳ thoải mái luôn. Rồi, lại gần cho các chị xem ha. Đây các chị. Màu trắng nè, bên em nhập về được có hai màu là cũng là cái chân váy màu trắng thôi, nhưng mà cái phần thân áo thì nó sẽ khác ha. Bo chung co giãn luôn nè, cực kỳ thoải mái. Rồi bây giờ đợi em chuyển sang cái màu còn lại đi, rồi các chị coi thử là màu nào xinh hơn ha. Rồi đây các chị ơi, lại thêm một cái màu sắc rất là đáng yêu và cực kỳ nổi bật luôn. Các chị thấy cái màu này nhìn nó có lạ không các chị? Nhưng mà em thấy cái màu này á, kiểu như là nó vừa lạ mà cái màu này đang rất là hot hiện tại. Em thấy có rất là nhiều mẫu áo kiểu là họa tiết 7 màu như thế này nè, mặc ra nhìn sang lắm. Hôm nay thì bên em sẽ phối như là một cái đầm, không phải là một cái áo thun phông rộng hay là một cái đầm rộng nữa, nhưng mà cái kiểu này là đầm mà xuyên, các chị có thể mặc đi tiệc được luôn, đi biển cũng được, nhìn cực kỳ xinh và đáng yêu ha. Nó có co giãn cho các chị nè. Đó, cái phần eo cũng có co giãn luôn và vẫn như cái đầm đầu tiên em mặc. Thì màu sắc, cái phần chân váy nè, nó vẫn là cái chất liệu là bằng màu trắng ha. Rồi sẽ có cái viền cho các chị, viền đai họa tiết thổ cẩm, rất là xinh luôn mọi người ơi. Phía trên thì nó sẽ có co giãn, che được bắp tay nè, rồi che được cái vai ngang luôn. Thì những chị nào mà phải